Chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Bí kíp hạnh phúc vào lúc 16 giờ 40 phút thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, HIV được xem là căn bệnh thế kỷ, và với việc phát triển của khoa học kỹ thuật ngày nay thì chúng ta đã có nhiều phương pháp để dự phòng, điều trị cũng như chăm sóc hỗ trợ HIV. Thế nhưng hàng năm vẫn có nhiều người nhiễm phải căn bệnh này. Vậy thì với khoa học tiến bộ như ngày nay thì HIV được điều trị và chăm sóc cũng như phòng ngừa như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chủ đề ngày hôm nay. Đầu tiên, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi câu chuyện của chúng ta. Trời con ơi, Bảo ơi, bữa nay ông ứng bà hành cái gì mà tự nhiên mày tốt ngang vậy đó? Mày đem chè qua đây bắt cô ăn chung với mày, bắt ăn cho bằng được vậy đó hả? Mà tao nhận ngon thiệt. Tại vì á, ăn mình chán quá mà rủ nguyên sớm này á, mà làm như ai cũng ghét con thì sao á, rủ ai cũng lắc đầu hết trơn à. Nên đem qua đây nè, ăn chung cho vui, rồi xong rồi sẵn rửa chén giùm con nha. Trời ơi, con cái chén mà làm gì tới ghê dữ vậy? Con là con rất là thương cô luôn đó. Con là con nói trong tấm lòng cô luôn nè. Nói trong tâm con nè là con rất là muốn được cắt máu ăn thề để được làm con nuôi của cô đó. Thôi. Tôi có ba đứa con. Tao nói tôi nuôi, tao nói còng lưng. Cho nên bây giờ tôi không có muốn ăn tiết canh của ai nữa chứ. Trời, nha. Gì vậy? Ừ. Rồi. Chờ đi. Đi về liền. Rồi. Ăn hết rồi về. Thôi để xíu con hoành lại. Bây giờ con chạy về nhà, con có việc gấp rồi. Xíu nữa hoành lại, xíu nữa muốn ăn gì nữa con mua cho nha. Thôi, đủ. Xíu đi. Ê, xíu nữa, chút nữa nói, chút nữa nói. Không có bỏ mớ mang tội, còn hoành lại nha. Ủa, làm gì? Bảo nó chạy dữ vậy má. Trời ơi, tự nhiên nó nói là bây giờ nó buồn, không ai chơi với nó. Thôi, của nó con đừng ăn. Chạy ở đâu vậy? Nó đem tình nhiều lắm. Mà con muốn ăn, má muốn cho con ăn. Còn mẹ nó đang ăn dở, nó lật nó chạy về. Nó đem qua đây hả? Nó đem qua đây. Thôi, bỏ xuống liền. Trời ơi, rửa tay sạch sẽ đi nha. Rồi má rửa tay sạch sẽ rồi má mới lấy chè ra cho nó ăn. Mà nó ăn nè, chung với má. Nghe con dặn nè, kể từ nay về sau không bao giờ được giao lưu qua lại với nó nữa nghe không? Sao vậy, tánh nó dễ thương. Cả xóm này kỳ thị nó. Nó không chơi với ai trơn trời. Cho nó mới đàng hoàng, nó chơi với gia đình mình. Má chưa nghe gì hết trơn hả? Nghe gì? Thiệt chán má ghê vậy. Má đi chợ mỗi ngày luôn mà má không có hay cái tin gì hết trơn, trong khi con này con mới chạy ra mua hũ kem thôi, con cũng biết hết về cuộc đời nó luôn á. Sao ai người ta nhiều chuyện vậy? Chứ nhiều chuyện cái gì? Đó, chuyện của ai ta tự lâu á đi, đồn đãi này kia nọ, sao ấy mối chuyện đời tư của ta. Con nghe, con là con trai, con đừng có cái tánh đó. Có mà con đâu có bớt cố cái miệng tình lại đi. Bớt đâu có cố tình con nghe đâu. Tại người ta cứ nói rần nên bắt buộc con phải nghe. Người ta nói là bây giờ bị nhắc HIV rồi. Hả? Nói bị nhiễm HIV? Trời ơi, kể nghe mới là ly kỳ nè. Đúng không? Cái con đường mà đi tới HIV của nó, trời ơi, người ta nói nó lạ lùng lắm. Là sao? Bữa hổm á, là có một cái người mượn tiền nó. À. Rồi cái nó đi đòi nợ. À. Xong cái nó tới nơi, cái người ta gọi là người ta túng thiếu quá, người ta không có tiền người ta trả. À. Ta mới lại lục gian xin năn nỉ nó. À. Ồ, cái tính nó cũng thương người. Cái nó nhìn nó thương quá, cái tự nhiên nó xóa nợ cho người ta luôn. Ồ vậy à? Cái thằng con nợ nó cảm động má. À. Rồi tự nhiên giờ thiếu nợ, cái giờ cứ như hết nợ rồi. À. Người ta cũng biết ơn chứ đúng không? Cái nó thấy Bảo cũng dễ thương. À. Cái nó muốn là coi như là kết nghĩa thành anh em. Là cắt máu ăn thề đó. Ôi trời, vậy là thằng này nó có một cái niềm khát khao là lúc nào ấy mà thân cái là cắt máu ăn thề. Nãy nó rủ má cắt máu ăn thề. Ừ, nó fan phim kiếm hiệp đúng mà má. Ừ, cắt máu ăn thề. Cắt máu ăn thề. Mà xung cái chỗ cái thằng mà cắt máu ăn thề chung với nó bị nhiễm HIV. Trời ơi, pha vô chung một chén máu vậy nè. Thằng Bảo nó hút một cái rột hết nguyên chén luôn. Rồi bây giờ là coi như là phơi nhiễm HIV rồi. Ủa mà nãy nó qua đây nó có đụng chạm gì má không? Đụng chạm gì đâu. Thì nó rủ ra ta ăn chè xong nó thương tao quá. Nó nói nó muốn cắt máu là ăn thề nó làm con má. Đó. Nhưng mà má đâu có chịu. Con. Mày điên quá. Nghĩ sao mà đi cắt máu thề mà tao nhận làm con. Cũng hên á. Trời đất ơi, thôi còn ăn cái gì nữa. Cái chè của nó qua là biết. Cả tô dưới luôn. Rồi lỡ cái bữa mà cái vết cắt của nó chưa có lạnh, nó văng máu vô tùm lum rồi sao? Phải không? Thiệt. Đổ hết. Nhớ rửa tay nha không. Cô
cô thị ơi, con lại tới với cô nữa rồi nè. Đi, đi, anh gọi cuốn không? Cô biết chỗ anh gọi cuốn ngon lắm nè. Đi. Ngồi yên, con ngồi yên. Hả? Ngồi yên đó. À, nói nào hôm nay là con ngồi yên đó. Ngồi xuống. À, ngồi đâu ngồi yên đó đi con, ngồi yên đó. Đi đâu vậy? À, ngồi đây, ở đây không đi đâu. Nhưng mà tránh xa ra tại vì bữa nay tao sợ và tao bệnh, tao lây. Bệnh gì? Nghiêm trọng không? Để chở đi cho mày khám cho. Rồi xong an toàn đó. Không ai coi như là có thể lây nhiễm bởi ai. Trời đất ơi, lây nhiễm gì nữa. Trời đất, đừng có lo. Con đây cũng kỳ lắm nè, đừng có lo mà. Đâu da. Ôi, chảy máu rồi đi nè. Ôi, cái gì vậy cô Thủy? Máu. Ôi, tự nhiên phát. Nè ơi. Mẹ tự nhiên làm gì mà cái cào cái chảy máu rồi. Máu. Mày chảy máu rồi. Máu tùm lum. Được. Không, nó chảy máu. Cột cái tay của nó dính vô má. Vậy? Má không có bị. Má dính vô má luôn hả? Tao rửa rồi. Rửa rồi chưa? Coi như diệt khuẩn. Mày làm cái gì vậy? Thì chấm máu. Mày điên cái trời ơi. Máu ra đưa đây. Ôi trời ơi. Trời ơi con ơi. Con ác lắm. Trời ơi, con rảy máu tùm lum. Bây giờ mày di trùng của mày tan qua cái nhà tao rồi, mày bị HIV. Tại sao mày không nói? Cái gì? Ai đồn có bị HIV vậy? Cả xóm này đồn luôn. Trời đất ơi, không có. Mày điên hả? Ngồi đi, yên tại chỗ, ngồi yên tại chỗ. Không thôi thì tao la làng lên. Cô sẽ kêu đội là tẩy trùng mày, xịt hết cái nhà này luôn. Trời ơi, mày cách ly một mình mày thôi, mày đừng có chơi với ai cái xóm này hết. Đi nghe đồn, đồn bay, đồn bà gì mà cũng tin nữa. Thật sự con không có bị nhiễm HIV. Không có sao người ta đồn? Người ta đồn bậy á, vậy mà cũng đi tin nữa à. Mà bây giờ nói nghe, mà nếu mà thật sự mà có bị dính đi chăng nữa, nó cũng không có quá nghiêm trọng như cái ngày xưa mọi người vẫn thường nghĩ đâu. Nghĩ đây là căn bệnh thế kỷ. Đúng rồi. Làm sao mà không nghiêm trọng như mọi người nghĩ? Biết là cái căn bệnh thế kỷ, nhưng mà bây giờ nó đã có thuốc để mà kiềm chế cái căn bệnh này lại rồi. Làm sao mà căn bệnh thế kỷ mà có thuốc mà kiềm chế? Nè bây giờ nè, không tin thì nghe con nói nè. Bây giờ nếu như mà khi bị phơi nhiễm trong vòng 72 tiếng đồng hồ nha, có thuốc trị là nó sẽ kiềm chế lại được HIV. Chưa hết đâu nha, là bây giờ có hẳn một cái loại thuốc mà uống vô là có thể ngăn được HIV trước đó luôn á. Phòng HIV luôn. Người ta gọi là uống rép á. Sao con rành quá vậy? Ừ. Trời ơi, mấy cái này là thông tin trên mạng, tìm hiểu là biết thôi. Đó, mà chưa hết nha. Và bây giờ có một cái nghiên cứu gì đó là người ta nói là bây giờ nếu như mà điều trị theo đúng cái phác đồ nha, cái người mà bị HIV đó có thể sinh con mà đứa con không bị nhiễm HIV luôn. Thiệt là vậy không? Nếu bây giờ không tin á thì hỏi bác sĩ là biết chứ gì. Dạ vâng, đây quả thật là một tình huống rất thú vị để giúp cho chúng ta tìm hiểu về chủ đề này. Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng gặp gỡ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trương Minh Thế, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ. Xin chào Minh Ngọc. Xin chào quý khán giả. Dạ, như vừa rồi thì bác sĩ Thế cũng đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta, và có một thông tin đối với Minh Ngọc là khá mới, đó chính là thuốc chống phơi nhiễm HIV có thể được dùng hàng ngày. Bác sĩ có thể giúp cho Minh Ngọc và quý vị khán giả có thêm thông tin về điều này không ạ? Nó có một cái khái niệm hơi mới hơn so với hôm trước thế này Ngọc. Tại vì hồi trước đây đó là những cái người nào mà làm trong cái môi trường mà có khả năng mà lây nhiễm cao, ví dụ như nhân viên y tế hay đi tiêm thuốc chăm sóc vết thương, hay đều, hoặc là những cái anh công an, hay là tiếp xúc với những tội phạm ma túy mà có nhiễm HIV đó, thì khi mà có tiếp xúc với cái nguy cơ đó thì đã bị tiếp xúc rồi, thì họ trong vòng 72 giờ thì họ sẽ được uống cái thuốc ARV là thuốc để chống phơi nhiễm. Yeah. Thì uống liên tục trong một tháng, rồi sau đó mình kiểm tra lại thì khả năng thành công rất là cao. Nhưng mà Ngọc nghe một số lời chia sẻ là nếu mà sau 72 giờ thì nó sẽ không còn tác dụng nữa. Điều này có đúng không bác sĩ? Nó cũng sẽ rõ ràng là có thời gian nó rất là quan trọng. Tại vì chúng ta sẽ được uống cái thuốc chống phơi nhiễm càng sớm thì càng có lợi hơn. Tại vì khi mà phơi nhiễm mà mình có những cái thuốc nguy cơ cao đó, mà càng để càng lâu, càng trễ, mình uống càng trễ thì cái khả năng bảo vệ cơ thể mình nó càng kém đi. Thì người ta thấy rằng từ 72 giờ trở lại thì còn khả năng bảo vệ rất tốt, còn sau 72 giờ thì nó càng tệ đi, thì lúc đó mình không đảm bảo nữa. Yeah. Thì hiện nay nó có một cái phát triển mới nữa, đó là cái thuốc dự phòng phơi nhiễm. Yeah. Có nghĩa là cái thuốc cũ đó là đợi khi mà có tiếp xúc rồi. Yeah. Thì mới uống. Yeah. Và bây giờ có thể uống trước
uống trước khi mà mình, tại vì mình xác định là giống như uống thuốc ngừa vậy đó. Yeah. Uống thuốc ngừa thì có khả năng sắp tiếp xúc tới thì mình không biết được đúng ngừa, thì mỗi ngày uống một viên thì chẳng hạn như vậy thì nó sẽ có cái hiệu quả bảo vệ cũng khá cao, trên 90%. Và nếu mà chúng ta sử dụng hàng ngày như vậy thì nó có ảnh hưởng đến sức khỏe không? Đương nhiên thì để sử dụng được thuốc này thì nó cũng có những cái chỉ định và chống chỉ định. Ví dụ như những cái bệnh lý mà viêm gan B này nọ thì người ta cũng sẽ khuyến cáo là không nên sử dụng. Hoặc là nó là cái thuốc gọi là cái ức chế retrovirus thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới một số cái khó chịu trong cơ thể. Ví dụ nóng bừng mặt hay là ngứa ngáy sạm da hay là buồn nôn này nọ thì nó cũng sẽ có một số tác dụng phụ đó. Thì đương nhiên thì không phải ai cũng bị. Và càng tiến bộ hơn thì các cái tác dụng phụ đó sẽ được càng giảm đi. Yeah. Và trong cái vấn đề y học ngày nay, khi mà xử lý và giải quyết căn bệnh HIV này thì chúng ta sẽ điều trị như thế nào ạ? Thì hiện nay đó thì chưa có một cái thuốc nào gọi là loại bỏ hoàn toàn cái virus HIV khỏi cái cơ thể của người bệnh. Thì có thể là người ta sẽ kiểm soát cái tải lượng virus làm sao cho nó thấp xuống. Thì với một cái kiểm soát thì thường thường cái số lượng virus nó có thể dưới 200 copy trong 1 ml máu thì gọi là an toàn. Thì cái người đó không có khả năng lây nhiễm nữa. Nhưng mà để diệt hết hoàn toàn thì chưa có cái thuốc đó. Và có một số cái nghiên cứu thì cũng cho thấy là sáng sủa có khả năng loại bỏ hết 99% virus. Nhưng mà để cần thêm thời gian để chứng minh thêm, cần cái mẫu nghiên cứu lớn hơn. Thì rõ ràng là trong cái thời gian mà từ khi virus HIV hiện tới bây giờ là khoảng 100 năm. Thì cái tiến bộ trong điều trị nó rất là lớn. Và cái con người mình hiểu được về virus HIV nó nhiều hơn, cho nên có nhiều biện pháp để phòng ngừa, phòng tránh, bảo vệ và kiểm soát rất tốt. Thì cũng không còn phải là một cái bệnh khủng khiếp giống như ngày xưa nữa. Tuy nhiên không phải như vậy là mình đi y. Nó cũng là một cái bệnh chưa và giải quyết tốt hoàn toàn, cho nên cũng phải có những biện pháp bảo vệ cần thiết. Và Minh Ngọc nghe đến một nghiên cứu gần đây là KK là một cách để cho người bị nhiễm HIV có thể vẫn có cuộc sống bình thường, vẫn kết hôn và sinh con được. Và như vậy là nếu mà chúng ta tuân thủ phác đồ điều trị thì chúng ta sẽ giảm cái lượng virus đó trong cơ thể xuống. Và nếu như mà có vô tình mình chạm phải hoặc tiếp xúc bằng đường máu với lại người bị nhiễm HIV mà đã được điều trị rồi thì chúng ta sẽ không lo bị lây nhiễm nữa, đúng không ạ? Mình phải nói thêm là tải lượng virus nó phải thấp dưới ngưỡng 200. Thì hiện nay là dưới ngưỡng 200 là an toàn, có nghĩa là không có phát hiện được cái virus trong máu. Nhưng mà có nghĩa là cái virus nó vẫn còn trong cơ thể, còn nằm sâu trong tế bào của bệnh nhân. Nhưng mà cái tải lượng nó thấp quá thì người ta lấy cái ngưỡng là 200 thì nó an toàn. Thì với cái ngưỡng này đó thì cái người bị nhiễm đó thì họ không có khả năng lây truyền cho những người xung quanh. Thì có rất là nhiều nghiên cứu và cái số mẫu rất là lớn. Có những cái cặp vợ chồng, thì ví dụ như chồng có nhiễm HIV, vợ không có nhiễm, nhưng mà chồng được điều trị dưới ngưỡng 200 thì họ cũng có quan hệ vợ chồng và không hề có sử dụng biện pháp bảo vệ nào cả, thì cũng người vợ cũng âm tính. Thì nghiên cứu này cái mẫu rất lớn cho nên là khả năng tin cậy rất cao. Gần đây nó có một cái nghiên cứu mới là nghiên cứu K bằng K. Có nghĩa là không phát hiện, như là không lây truyền, thì nó cho thấy rằng những cái cặp vợ chồng nào mà nếu một trong hai mà có cái nhiễm virus HIV mà nếu được kiểm soát tốt thì khi sanh con thì khả năng không có bị truyền cho con bị nhiễm. Trước đây là sợ là có một người nuôi con thì cha sẽ mẹ nuôi bằng máu đó, thì quay qua, lây qua đường từ mẹ sang con thì sẽ truyền cho người đứa con sẽ bị nhiễm HIV. Thì hiện nay kiểm soát được tới ngưỡng đó thì đảm bảo là sinh ra đứa con được khỏe mạnh bình thường, không bị như lây nhiễm HIV. Xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Trương Minh Thế đã giúp cho quý vị khán giả của Bí Kíp Hạnh Phúc hiểu rõ về chủ đề này, cũng như là chúng ta có thêm những kiến thức vô cùng bổ ích cho đời sống. Và chúng ta còn gặp nhau ở những số phát sóng tiếp theo của Bí Kíp Hạnh Phúc vào lúc 16:40 thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn đến đây thì Minh Ngọc và thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trương Minh Thế xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Trời ơi, ganh tị hai anh chị với bà bảy thiệt sự luôn á. Ganh tị cái gì? Tôi không ganh tị, tôi chỉ buồn cho cái phận mẹ chồng mà của con dâu như thế thôi. Má muốn con phải giống như người ta, dạ con mới làm được vậy.